Trong bản tin thứ tư ngày 31 tháng 3, công ty Pfizer công bố nghiên cứu cho thấy vaccine COVID-19 của Pfizer là an toàn và bảo vệ được thanh thiếu niên. Canada đầu tư hàng triệu đô la vào nhà máy Sanofi sản xuất vaccine trong nước. Thủ hiến Ontario Doug Ford sắp thông báo sẽ kích hoạt phanh khẩn cấp COVID-19 khóa cửa kéo dài 4 tuần trên toàn tỉnh Ontario khi số lượng nhập viện phòng chăm sóc đặc biệt ICU của tỉnh đang đạt mức cao mới thành phố Quebec, Lévis, Gatineau quay trở lại tình trạng khóa cửa khi các biến thể COVID-19 lan rộng. Tỉnh BC báo cáo thêm 1.013 ca nhiễm mới, số ca nhiễm hàng ngày cao nhất cho đến nay. Cơ quan giám sát chi tiêu của Quốc hội dự đoán thâm hụt 363 tỷ đô la, đưa ra cảnh báo về gói chi tiêu kích thích kinh tế. Nền kinh tế Canada tăng 0,7% trong tháng 1 đã vượt kỳ vọng đêm khúc công cầu ở Canada đa dạng hóa với việc phát sóng nhiều ngôn ngữ. Nhà hoạt động khí hậu Greta Thunberg, tiến sĩ Bonnie Henry nhận bằng danh dự của UBC. Và Tổng thống Joe Biden hứa hẹn khoản đầu tư cho kế hoạch cơ sở hạ tầng và khí hậu trị giá 2.000 tỷ đô la. Pháp đã ra lệnh khóa cửa quốc gia lần thứ ba, đóng cửa trường học trong 3 tuần. BBC chuyển phóng viên Trung Quốc đến Đài Loan khi căng thẳng với Bắc Kinh gia tăng, Hoạt động mua bán sát nhập M&A toàn cầu lập kỷ lục trong quý đầu tiên. Hoàng Anh cùng biên tập viên Quỳnh Giao xin thân ái kính chào quý vị đến với bản tin Canada nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel cũng như một số tin thế giới đáng chú ý khác được thực hiện bởi Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất in ấn và phát hành tại Canada. Để ủng hộ cho kênh Culture Channel, Hoàng Anh xin kính mời các bạn subscribe, giúp chia sẻ, share video, bấm like sau khi xem chương trình và nhớ bấm nút chuông để nhận được thông báo khi chúng tôi có bản tin mới. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Sau đây là bản tin chi tiết. Công ty Pfizer đã công bố hôm nay rằng vaccine COVID-19 của họ là an toàn và bảo vệ mạnh mẽ ở trẻ em dưới 12 tuổi. Một bước để có thể bắt đầu tiêm chủng cho nhóm này trước khi trẻ em quay lại trường học vào mùa thu hầu hết các loại vaccine COVID-19 đang được triển khai trên toàn thế giới là dành cho người lớn, những người có nguy cơ mắc coronavirus cao hơn. Thuốc chủng ngừa của Pfizer được phép sử dụng cho lứa tuổi từ 16 trở lên. Trong một nghiên cứu trên 2.260 tình nguyện viên Hoa Kỳ từ 12 đến 15 tuổi, dữ liệu sơ bộ cho thấy không có trường hợp nào nhiễm COVID-19 ở thanh thiếu niên được tiêm chủng so với 18 trường hợp trong số những người được tiêm giả dược. Đó là một nghiên cứu nhỏ, chưa được công bố. Vì vậy, một bằng chứng quan trọng khác là các mũi tim đã bảo vệ hệ thống miễn dịch của trẻ em tốt như thế nào. Các nhà nghiên cứu đã báo cáo phản ứng kháng thể mạnh mẽ. Công ty cho biết trẻ em có tác dụng phụ tương tự như người lớn. Các tác dụng phụ chính là đau, sốt, ớn lạnh và mệt mỏi, đặc biệt là sau liều thứ hai. Nghiên cứu sẽ tiếp tục theo dõi những người tham gia trong 2 năm để có thêm thông tin về sự bảo vệ và an toàn lâu dài. Trong những tuần tới thì Pfizer có kế hoạch yêu cầu cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA và các cơ quan quản lý ở châu Âu cho phép sử dụng khẩn cấp các mũi tiêm cho nhóm bắt đầu từ 12 tuổi. Người phát ngôn của Pfizer Canada cho biết công ty dự định sẽ gửi dữ liệu hỗ trợ xin phép sử dụng cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi cho Bộ Y tế Canada. Tiến sĩ Supriya Sharma, cố vấn y tế chính của Health Canada, cho biết rằng sẽ mất vài tháng trước khi bộ nhận được dữ liệu đầy đủ về trẻ em từ 6 đến 12 tuổi của Pfizer. Nhân viên bộ y tế cần kiểm tra xem dữ liệu của công ty có cho thấy tính an toàn và hiệu quả, chất lượng cao và lợi ích mang lại nhiều hơn rủi ro ở các nhóm người khác nhau hay không trước khi có bất kỳ sự chấp thuận nào. Pfizer không phải là công ty duy nhất tìm cách giảm giới hạn độ tuổi cho vaccine của mình. Một nghiên cứu của Hoa Kỳ về vaccine Moderna ở trẻ từ 12 đến 17 tuổi dự kiến cũng sẽ sớm có kết quả. Cơ quan FDA đã cho phép cả hai công ty bắt đầu các nghiên cứu ở trẻ em từ 11 tuổi trở xuống cho đến tận 6 tháng tuổi. Tháng trước thì AstraZeneca cũng bắt đầu một cuộc nghiên cứu về vaccine của mình đối với trẻ em từ 6 đến 17 tuổi ở Vương quốc Anh. Johnson Johnson thì đang lên kế hoạch cho các nghiên cứu nhi khoa của riêng mình. Và tại Trung Quốc, Sinovac gần đây đã thông báo rằng họ đã đệ trình dữ liệu sơ bộ cho các cơ quan quản lý Trung Quốc, cho thấy vaccine của họ an toàn cho trẻ em dưới 3 tuổi. Mặc dù hầu hết các loại vaccine COVID-19 đang được sử dụng trên toàn cầu, được thử nghiệm trên hàng chục nghìn người lớn, nhưng các nghiên cứu nhi khoa sẽ không cần quy mô lớn như vậy các nhà khoa học đã có thông tin an toàn từ những nghiên cứu đó và từ những lần tiêm chủng tiếp theo ở hàng triệu người lớn. Canada đầu tư hàng triệu đô la vào nhà máy Sanofi sản xuất vaccine trong nước. Chính phủ Canada đang tăng cường năng lực sản xuất vaccine của mình, nhưng điều đó sẽ không sớm xảy ra. Chính phủ liên bang công bố vào hôm thứ Tư, tài trợ 415 triệu đô la sẽ giúp cho công ty Sanofi xây dựng một cơ sở sản xuất vaccine mới ở Toronto, nơi cuối cùng sẽ có các công cụ để sản xuất, hoàn thiện và kiểm tra vaccine trên quy mô lớn. Sanofi, vốn đã có địa điểm sản xuất ở North York, Ontario, cũng sẽ nhận được 55 triệu đô la từ chính phủ Ontario. Bản thân công ty sẽ cung cấp hơn 455 triệu đô la để tạo ra và duy trì 1.225 việc làm và đầu tư ít nhất là 79 triệu đô la mỗi năm để tài trợ cho nghiên cứu và phát triển của Canada. Thuốc chủng ngừa cúm sẽ là sản phẩm chính được sản xuất tại cơ sở mới ở Toronto. Chính phủ cho biết sau khi hoàn thành, nhà máy sẽ có khả năng sản xuất đủ liều vaccine để hỗ trợ toàn bộ người dân Canada trong vòng khoảng 6 tháng sau khi một đại dịch cứng toàn cầu được công bố vì dự kiến sẽ không được hoàn thành cho đến năm 2027. Dự án đang được quảng cáo là một phần bổ sung quan trọng cho việc chuẩn bị cho đại dịch trong tương lai của Canada. Khoản đầu tư này không bao gồm hợp đồng để Sanofi sản xuất vaccine cho Canada vào thời điểm này. Nhưng ông François Philippe Champagne là bộ trưởng bộ đổi mới, khoa học và công nghiệp của Canada cho biết rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra. Ông cho biết quy mô đầu tư không có nghĩa là cơ sở sẽ được xây dựng một sớm một chiều, mà sẽ mất thời gian trước khi tất cả các phần kết hợp với nhau. Trong một năm bình thường, Canada nhập khẩu khoảng 85% vaccine, một sự thay đổi lớn so với những năm 1970 khi Canada sản xuất phần lớn vaccine của riêng mình. Sanofi cũng nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19, đặc biệt là vaccine dựa trên mRNA có hiệu quả cao. Đầu năm nay, công ty đã đồng ý đóng gói hàng triệu liều vaccine do Pfizer, BioNTech và Johnson Johnson sản xuất. Cả hai đều đã được chấp thuận sử dụng ở Canada. Tháng trước, thì công ty đã kết hợp với GlaxoSmithKline, là công ty dược phẩm của Anh, để khởi động một thử nghiệm lâm sàng mới đối với một vaccine COVID-19 dựa trên protein, vốn đã bị trì hoãn vào cuối năm ngoái Công ty cũng đã đưa ra một thử nghiệm khác trên người cho một vaccine mRNA hợp tác với Translate Bio. Thủ hiến Đất Phốt sắp thông báo các hạn chế mới vào ngày thứ Năm khi số lượng nhập ICU của tỉnh Ontario đạt mức cao mới. Critical Care Services Ontario, một cơ quan chính phủ theo dõi các ca nhập viện, cho biết con số bệnh nhân tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt ICU của tỉnh Ontario đã vượt qua mức cao trước đó của đại dịch. Hiện có 421 bệnh nhân trong các ICU trên toàn tỉnh. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư, ông Doug Ford, thủ hiến tỉnh Ontario cho biết ông cực kỳ lo ngại về số lượng nhập ICU và số ca bệnh hàng ngày đang gia tăng. Khi được một phóng viên hỏi về khả năng có thêm bất kỳ hạn chế nào để ngăn chặn các xu hướng hiện tại, Thủ hiến Ford cho biết hãy theo dõi và nói thêm rằng ông sẽ thông báo vào thứ Năm. Thủ hiến một lần nữa kêu gọi người dân từ bỏ mọi kế hoạch tụ tập vào cuối tuần lễ phục sinh và tuân thủ chặt chẽ các lời khuyên về sức khỏe cộng đồng. Ông Anthony Dale, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện Ontario, đã ví tình trạng ở các bệnh viện của tỉnh như một chiếc máy bay sắp rớt. Sự gia tăng trong số lượng nhập ICU được thúc đẩy chủ yếu bởi sự lan rộng của các biến thể. Ban tư vấn khoa học COVID-19 của tỉnh Ontario một nhóm chuyên gia tư vấn cho chính phủ về ứng phó với đại dịch, dự đoán các biến thể hiện chiếm khoảng 69% tổng số ca nhiễm mới. Trong một báo cáo được công bố tuần này, bang cho biết các biến thể có liên quan đến việc tăng 63% nguy cơ nhập viện, tăng 103% nguy cơ cần chăm sóc đặc biệt và tăng 56% nguy cơ tử vong. Cho đến nay, tỉnh Ontario đã nhận được hơn 2,8 triệu liều vaccine từ chính phủ liên bang, và tiêm khoảng 2,2 triệu liều, tương đương khoảng 77,8% trong số đó. Tại cuộc họp báo hôm thứ Tư, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, ông Stephen Lecce cho biết, tỉnh dự định giữ nguyên thời gian nghỉ vào tháng Tư. Khi trẻ em trở lại trường học, tỉnh sẽ có sự cảnh giác cao độ, bao gồm các quy trình sàng lọc mới và cung cấp khẩu trang chất lượng cao hơn. Ngoài ra, tất cả các trường học sẽ được làm vệ sinh kỹ lưỡng trong thời gian nghỉ. Ông cũng thông báo về việc tăng phúc lợi trẻ em Ontario trong COVID-19. Số tiền này sẽ tăng lên 400 đô cho mỗi đứa trẻ và 500 đô cho mỗi đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt. Các khoản thanh toán này là một phần của chương trình hỗ trợ học sinh nhằm giúp các bậc cha mẹ thuê người trong trẻ nếu cần hoặc nghỉ làm ở nhà do còn học trực tuyến. Toronto xin phép tỉnh bang để tiêm chủng cho nhóm người 60 tuổi. Thị trưởng thành phố Toronto đã yêu cầu chính phủ Ford cho phép thành phố bắt đầu cung cấp các cuộc hẹn tiêm vaccine cho những người từ 60 tuổi, với nỗ lực đẩy nhanh quá trình tiêm chủng. Thị trưởng John Tory đưa ra ý kiến này vào thứ Tư trong cuộc họp giao ban của thành phố, nói rằng Thủ hiến Ford đã ủng hộ yêu cầu này. Ông nói, dựa trên lời khuyên về sức khỏe cộng đồng và để đảm bảo rằng chúng ta tiếp tục tối đa hóa các phòng tiêm chủng lớn, tôi đã yêu cầu tỉnh giảm độ tuổi đủ điều kiện để đăng ký hẹn trên hệ thống của tỉnh xuống còn 60 tuổi. Thị trưởng Tory cũng thông báo thành phố sẽ đóng góp 370.000 đô để đáp ứng nhu cầu hỗ trợ các cộng đồng có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao, có sự do dự về vaccine hoặc đối mặt với các rào cản khác trong việc tiếp cận vaccine COVID-19. Ủy viên hội đồng ông Joe cho biết kế hoạch này sẽ hỗ trợ người dân ở các cộng đồng Nam Á, người khuyết tật và người da đen tiếp cận với vaccine. Các phòng khám vaccine sẽ mở cửa trong suốt cuối tuần lễ phục sinh để tiếp tục tiêm chủng cho tất cả những người từ 70 tuổi trở lên. Thành phố Quebec, Lévis, Gatineau quay trở lại tình trạng khóa cửa khi các biến thể Covid-19 lan rộng. Thủ hiến François Legault cho biết thành phố Quebec, Lévis và Gatineau sẽ chịu lệnh khóa cửa Lockdown trong 10 ngày bắt đầu từ thứ năm lúc 8 giờ tối để kiềm chế sự gia tăng theo cấp số nhân của các ca bệnh COVID-19 ở ba thành phố này. Các trường học sẽ đóng cửa và học sinh sẽ chuyển sang học trực tuyến toàn thời gian. Các phòng tập thể dục, rạp hát, tiệm làm tóc và các cơ sở kinh doanh không thiết yếu khác cũng phải đóng cửa. Các cuộc tụ họp tôn giáo sẽ giới hạn ở mức 25 người và cũng sẽ có lệnh giới nghiêm từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng cho đến ít nhất là ngày 12 tháng 4. Với cuối tuần lễ phục sinh đang đến, thủ hiến ngo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ở nhà và không tụ tập ông nói thêm số người nhập viện không tăng đột biến ở ba khu vực này nhưng có thể sẽ sớm xảy ra mặc dù trường học sẽ đóng cửa dịch vụ giữ trẻ sẽ được cung cấp cho những người làm việc trong các dịch vụ thiết yếu cha mẹ phải giữ trẻ ở nhà nếu có thể và chỉ sử dụng các dịch vụ này nếu họ phải đi làm thủ hiến ngo cũng thông báo rằng bốn khu vực sẽ chuyển từ màu cam sang màu đỏ trong hệ thống cảnh báo mã màu của tỉnh. Vùng Ottawa, Chaudière Appalach, Lower St. Lawrence và khu vực thành phố Quebec sẽ trở lại vùng màu đỏ. Montreal không bị ảnh hưởng bởi các hạn chế gia tăng, nhưng điều đó có thể thay đổi tùy tình hình. Giám đốc Y tế công cộng của tỉnh cho biết, các biến thể đang lây lan nhanh chóng, có khả năng là do mọi người đang phớt lờ các quy tắc y tế công cộng. Ông cho biết việc đi lại đến ba thành phố này sẽ không bị hạn chế, nhưng mọi người được khuyến khích nên tránh những khu vực này nơi có tốc độ lây nhiễm cao. Mọi người chỉ nên đến đó vì những lý do cần thiết. Sau đây là cập nhật nhanh về tình hình COVID-19 trên khắp Canada. Giữa lúc bác sĩ hàng đầu của Canada coi là giai đoạn thách thức của đại dịch ở Canada, một số tỉnh đông dân nhất của đất nước vào thứ tư hôm nay đã thực hiện các cách tiếp cận khác nhau để chống lại các trường hợp coronavirus đang tiếp tục gia tăng ở các khu vực tương ứng của họ. Tiến sĩ Theresa Tam, giám đốc y tế công cộng của đất nước, cho biết rằng Canada đang ở giữa một trong những giai đoạn thách thức nhất của đại dịch vì đất nước này đang tiến hành tiêm chủng cho người dân và đang chờ đợi để những vaccine được tiêm có tác dụng. Đánh giá của bà Tham được đưa ra vào một ngày khi tỉnh Alberta chứng kiến số lượng trường hợp nhiễm mới hàng ngày cao nhất trong 11 tuần. Tỉnh Quebec thì chuyển một số thành phố vào tình trạng khóa cửa, và thủ hiến của tỉnh Ontario bày tỏ lo ngại về số trường hợp nhiễm đang gia tăng và số lượng nhập viện phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Thủ hiến Ford cho biết cư dân nên theo dõi thông báo mới vào thứ Năm liên quan đến các hạn chế mới có thể xảy ra. Thủ hiến Alberta Jason Kenney thì cho biết chính phủ của ông đã không xem xét các biện pháp cứng rắn hơn để chống lại virus. Thủ hiến Kenney cho biết Alberta sẽ không đặt mục tiêu đẩy ca nhiễm COVID-19 về con số zero bằng lệnh giới nghiêm, lệnh ở nhà hoặc đóng cửa kinh doanh trên diện rộng ông nói rằng cái giá lớn hơn đối với cuộc sống của người dân đối với sinh kế của họ đối với sức khỏe xã hội và kinh tế của chúng ta sẽ rất lớn nếu chúng ta theo đuổi các chính sách khóa cửa thật sự chúng tôi nghĩ rằng rất nhiều sự lây lan đang xảy ra hiện nay là do mọi người đã trở nên mệt mỏi với tất cả những điều này họ đã quên mất các hướng dẫn thủ hiến kenny cho biết tỉnh British Columbia trong khi đó đã công bố tổng số trường hợp mắc bệnh mới trong một ngày cao nhất được thấy trong đại dịch. Bộ trưởng Y tế Adrian Dix và cán bộ y tế của tỉnh là tiến sĩ Bonnie Henry kêu gọi người dân tỉnh BC ở nhà trong suốt cuối tuần lễ phục sinh và kêu gọi mọi người giúp hạn chế các trường hợp COVID-19 đang gia tăng. Tính đến tối ngày 31 tháng 3, Canada báo cáo thêm 5.520 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm của Canada lên mức 982.177 ca, trong số đó có 47.748 ca còn bệnh. Đã có hơn 911.000 ca đã phục hồi, số ca tử vong là 22.959. Tỉnh Ontario báo cáo thêm 2.333 ca nhiễm mới và thêm 15 ca tử vong. Vào thứ Tư hôm nay, số ca nhập viện do COVID-19 là 1.111 ca. Với 421 ca đang trong đơn vị chăm sóc đặc biệt. Các ca bệnh mới được báo cáo bao gồm 785 là ở Toronto, 433 ở vùng Peel, 222 ở vùng York, 153 ở Hamilton, 124 ở Ottawa và 120 ở vùng Durham. Các nguồn tin cho biết chính phủ Ontario đang tiến hành kích hoạt phanh khẩn cấp trong 4 tuần trên toàn tỉnh để đối phó với các trường hợp COVID-19 đang gia tăng và năng lực căng thẳng tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt. Động thái này được đưa ra sau cuộc họp kéo dài nhiều giờ của nội các Ontario vào thứ Tư và dự kiến sẽ được chính thức tuyên bố vào thứ Năm. Tuy nhiên, các nguồn tin chính phủ và đảng phái chính trị cho biết biện pháp khẩn cấp sẽ có hiệu lực vào cuối tuần lễ phục sinh. Các hạn chế nói chung sẽ tương tự như những gì được thấy trong mức khóa cửa màu xám của tỉnh Ontario. Các quan chức y tế tỉnh Quebec báo cáo 1.025 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm 9 ca tử vong. Số ca nhập viện trong tỉnh đứng ở mức 485 người, với 120 người đang trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt. Trong số các ca bệnh mới báo cáo hôm nay, có 348 ca là ở Montreal và 121 ca ở Montreuxy. Tỉnh BC ghi nhận 1.013 ca nhiễm mới và thêm 3 ca tử vong, con số hàng ngày cao nhất cho tới nay Đa số các ca bệnh mới là ở hai khu vực. Fraser có 458 ca nhiễm mới và khu vực Vancouver Coastal có 385 ca nhiễm mới. Số bệnh nhân nhập viện hiện là 301 người, trong đó 80 người đang được chăm sóc đặc biệt. Một đợt bùng phát mới đã được công bố tại Bệnh viện Vernon Jubilee. Tỉnh Alberta báo cáo thêm 871 ca nhiễm mới, tổng số ca trong một ngày cao nhất trong 11 tuần Số ca nhập viện ở mức 301 người, trong đó có 61 người đang được chăm sóc đặc biệt. Tỉnh cũng có thêm 406 ca liên quan tới các biến thể. Tại các tỉnh Thảo Nguyên, Prairie khác, tỉnh Manitoba báo cáo thêm 71 ca nhiễm mới và thêm một ca tử vong. Trong khi đó, tỉnh Saskatchewan báo cáo thêm 191 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong. Trước đó một ngày, Thủ hiến Scott Moe kêu gọi mọi người hết sức nghiêm túc trong việc tuân theo các lệnh y tế công cộng, và kêu gọi tất cả những người đủ điều kiện lấy hạn để chủng ngừa. Tại khu vực Đại Tây Dương Canada, Newfoundland báo cáo một ca nhiễm mới. Có hai ca nhiễm mới được báo cáo ở tỉnh Nova Scotia, trong khi đó có 12 ca nhiễm mới tại New Brunswick. Prince Edward Island không có ca bệnh mới nào. Cơ quan giám sát chi tiêu của Quốc hội dự đoán thâm hụt 363 tỷ đô la đưa ra cảnh báo về gói chi tiêu kích thích kinh tế Cơ quan Giám sát Chi tiêu của Quốc hội, cơ quan BPO cho biết phản ứng của chính phủ liên bang đối với đại dịch COVID-19 sẽ khiến thâm hụt tăng vọt lên 363,4 tỷ đô la. Trong một báo cáo được công bố sáng nay, quan chức ngân sách là ông Yves Cruz cho biết thâm hụt sẽ giảm theo thời gian khi các biện pháp chi tiêu khẩn cấp giảm trong 12 tháng tới. Nền kinh tế cũng đang phát triển tốt hơn là dự đoán, Văn phòng của ông Cruz đã sửa đổi dự báo tăng trưởng kinh tế bắt đầu từ nửa cuối năm nay. Theo đà đó, thì thâm hụt giảm dần theo thời gian và văn phòng ngân sách dự đoán rằng tình hình tài chính liên bang sẽ trở nên bền vững trở lại. Nền kinh tế cũng có thể nhận được sự thúc đẩy từ lời hứa của đảng tự do về 3 năm kích thích tài khoá trị giá từ 70 tỷ đô la đến 100 tỷ đô la. Kế hoạch kích thích sẽ được vạch ra trong ngân sách liên bang sắp tới. Dự báo của ông Cruz không tính đến khoản chi tiêu đó vì thiếu thông tin chi tiết về cách nó sẽ được sử dụng. Nhưng ông cảnh báo rằng nó sẽ dẫn đến thâm hụt lớn hơn, có thể vượt ngoài tầm kiểm soát. Nền kinh tế Canada tăng 0,7% trong tháng 1, vượt kỳ vọng. Cơ quan thống kê Canada cho biết, nền kinh tế Canada đã tăng 0,7% trong tháng Giêng, trước những hạn chế nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng và có vẻ cũng đã tăng trưởng như vậy trong tháng 2. Con số này hơn chỉ số tổng sản phẩm quốc nội thực tế của tháng 12 là 0,1% và hơn cả ước tính sơ bộ của cơ quan dữ liệu. Đây là mức tăng hàng tháng thứ 9 liên tiếp kể từ khi nền kinh tế lao dốc vào năm ngoái khi bắt đầu đại dịch vào tháng 3 và tháng 4. Lúc đó, người lao động bị mất việc và các doanh nghiệp không thiết yếu phải đóng cửa. Gần một năm sau, cơ quan thống kê Canada cho biết Tổng hoạt động kinh tế vẫn thấp hơn khoảng 3% so với mức tháng 2 năm ngoái, trước khi đại dịch bùng phát. Mối lo ngại lớn nhất của nền kinh tế hiện nay là COVID-19 và các biến thể gây áp lực lên các tỉnh buộc họ phải thắt chặt các hạn chế một lần nữa. Sự tăng trưởng trong tháng 1 diễn ra khi các ngành sản xuất hàng hóa tăng 1,5%, trong khi các ngành sản xuất dịch vụ tăng 0,4%, lĩnh vực thương mại bán buôn tăng 3,9%. Ngành du lịch Canada giảm gần một nửa vào năm 2020. Cùng ngày, cơ quan thống kê Canada cho biết, ngành du lịch Canada đã giảm gần một nửa vào năm 2020. Hoạt động kinh doanh trong ngành giảm 3,3% trong quý thứ tư. Cơ quan liên bang cho biết, ngành du lịch đã tụt hậu so với nền kinh tế nói chung, vốn tăng 2,3% trong quý thứ tư và giảm 5,4% vào năm 2020 việc làm trong ngành du lịch đã giảm 28,7% vào năm 2020, với hầu hết sự sụt giảm xảy ra trong quý thứ hai. Trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ ăn uống và lưu trú có lượng việc làm giảm mạnh nhất, lần lượt giảm 32,3% và 35,2%. Vào năm 2020, tỷ trọng du lịch nội địa trong tổng chi tiêu du lịch ở Canada đã tăng lên 92,7% so với 78,4% ở năm trước đó do những hạn chế đối với du lịch quốc tế trong quý thứ tư, chi tiêu du lịch nội địa của người Canada giảm 3,4%, trong đó chi tiêu cho vận tải hàng không chở khách tăng 18,5%. Đêm khúc cung cầu trên băng ở Canada đa dạng hóa với việc phát sóng nhiều ngôn ngữ. Khi khúc cung cầu trên băng đối phó với tai tiếng là môn thể thao không phù hợp với các cộng đồng đa dạng, một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất của nó đang làm vui lòng một số cộng đồng đó bằng chương trình phát sóng NHL vào tháng tới, bằng bảy ngôn ngữ được nói phổ biến nhất trong số những người nhập cư ở Canada. Motion Canadian sẽ tài trợ cho một đêm khúc công cầu trên băng ở Canada, Hockey Night in Canada, được phát sóng vào ngày 17 tháng 4 với lựa chọn tiếng Quảng Đông, Quan Thoại, Hindi, Việt Nam, Tagalog, Đức và Ả Rập. Ngoài các chương trình phát sóng thông thường bằng tiếng Anh trên Sportsnet và bằng tiếng Punjabi trên Omni, ông Joy Walsh, một giám đốc cấp cao cho thương hiệu Motion của công ty Motion Course, nói rằng khúc công cầu trên băng là một môn thể thao tuyệt vời và là một phần quan trọng trong văn hóa ở Canada, nhưng nó không phải là một môn thể thao đa dạng, xét về chủng tộc của người chơi và nó không phải là môn thể thao dễ theo dõi nhất, đặc biệt nếu bạn mới đến Canada. Ông Koch lưu ý rằng khoảng 22% người Canada sinh ra ở nước ngoài, với hơn 350.000 người đến nước này trong một năm. Ông Molson thực sự muốn trở thành cầu nối có thể giúp những người mới đến Canada và trở thành một phần của truyền thống văn hóa tuyệt vời này. Trong khi hầu hết những người mới đến Canada có thể nói tiếng Anh, ông Gosh lưu ý rằng ngay cả những công dân lâu năm như cha mẹ ông, những người nhập cư vào Canada từ Ấn Độ hơn 25 năm về trước vẫn thích được xem một trò chơi được bình luận bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Người xem sẽ có thể truy cập vào sportsnet.ca motion để xem các buổi phát trực tiếp của trận đấu giữa Toronto và Vancouver vào buổi tối ngày 17 tháng 4. Tiếp theo là trận Edmonton và Winnipeg. Nhà hoạt động khí hậu Greta Thunberg và tiến sĩ Bonnie Henry nhận bằng danh dự của UBC Nhà hoạt động khí hậu Greta Thunberg và nhân viên y tế tỉnh Bang, tiến sĩ Bonnie Henry, sẽ là một trong số 18 người nhận được bằng danh dự của Đại học British Columbia vào mùa xuân này. Trong một tuyên bố bằng văn bản, trường đại học cho biết, tiến sĩ Henry sẽ nhận bằng tiến sĩ khoa học danh dự, từ cơ sở Vancouver, Greta Thunberg sẽ nhận bằng tiến sĩ luật danh dự từ cơ sở Okanagan. Chủ tịch UBC là Sandra Ono cho biết, tiến sĩ Henry và cô Thunberg đã đóng vai trò là những tiếng nói hàng đầu giữa hai cuộc khủng hoảng quan trọng nhất mà chúng ta từng đối mặt, đại dịch toàn cầu và biến đổi khí hậu. Họ thực sự là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng tôi tại UBC. Trường đại học cho biết họ trao bằng danh dự cho những cá nhân xứng đáng, đã có những đóng góp đáng kể cho xã hội. Những người nhận giải khác bao gồm nhà văn S.C. đến từ Victoria, người có cuốn tiểu thuyết Hapless Blues đã giành được giải thưởng Scotiabank Giller cho các tác phẩm hư cấu năm 2011 và thành viên Gary Marco của Tatan Nation, người đã ủng hộ giáo dục liên quan đến văn hóa cho người dân bản địa. Tiếp theo sau là một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Mời các bạn theo dõi cùng biên tập viên Quỳnh Giao. Tổng thống Joe Biden hứa hẹn khoản đầu tư cho kế hoạch cơ sở hạ tầng và khí hậu trị giá 2.000 tỷ đô la. Tổng thống Joe Biden đã công bố một đề xuất việc làm trị giá khoảng 2.000 tỷ đô la Mỹ, tập trung vào cơ sở hạ tầng và cuộc khủng hoảng khí hậu. Ông nhấn mạnh ủng hộ đối với các liên đoàn lao động và hy vọng khoản đầu tư sẽ giúp đỡ tầng lớp trung lưu. Kế hoạch việc làm Mỹ, American Jobs Plan, sẽ đầu tư mạnh vào việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng quốc gia và chuyển sang năng lượng xanh trong 8 năm tới. Tổng thống Biden có kế hoạch thanh toán cho đề xuất của mình bằng cách tăng thuế doanh nghiệp và loại bỏ giảm thuế cho ngành nhiên liệu hóa thạch. Đây là một trong những lời hứa cốt lõi trong chiến dịch tranh cử của ông. Nhà Trắng cho biết, đợt tăng thuế này sẽ thu về hơn 2.000 tỷ đô la Mỹ trong vòng 15 năm tới. Ông nói đây là khoản đầu tư việc làm lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến thứ hai. Nó sẽ tạo ra hàng triệu việc làm được trả lương cao. Nó sẽ phát triển nền kinh tế, khiến chúng ta cạnh tranh hơn trên toàn thế giới thúc đẩy lợi ích an ninh quốc gia và đưa chúng ta vào vị thế để giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh toàn cầu đối với Trung Quốc. Đề xuất bao gồm xây dựng hoặc trang bị lại hơn 2 triệu ngôi nhà hoặc đơn vị nhà ở, thay thế mọi đường ống và đảm bảo rằng tất cả người Mỹ đều có quyền truy cập vào băng thông rộng tốc độ cao, đáng tin cậy với giá cả phải chăng. Kế hoạch cũng kêu gọi đầu tư vào sản xuất, giao thông vận tải, nghiên cứu và phát triển, tăng cường chăm sóc người già và người khuyết tật xây dựng các trường công lập mới và nâng cấp các tòa nhà hiện có. Kế hoạch này là kế hoạch đầu tiên trong một đề xuất gồm hai phần nhằm giúp nền kinh tế quốc gia phục hồi sau đại dịch. Dự kiến còn lại là một loạt các khoản đầu tư nhằm giúp đỡ người lao động và thúc đẩy giáo dục. Trong vài tuần nữa, Tổng thống Biden sẽ đưa ra phần thứ hai trong đề xuất của mình, có tên là Kế hoạch Gia đình Mỹ, American Families Plan. Nhà trắng cho biết kế hoạch này sẽ mang lại lợi ích cho các cộng đồng da màu Người tại nông thôn và những người khác đang chịu gánh nặng từ cơ sở hạ tầng đang xuống cấp. Sau đây là cập nhật tình hình Covid trên thế giới. Tính đến đầu giờ chiều thứ tư, hơn 128,3 triệu ca nhiễm Covid-19 đã được báo cáo trên toàn thế giới. Số người chết trên toàn cầu là hơn 2,8 triệu người. Cơ quan y tế liên hiệp quốc cho biết các ca nhiễm coronavirus trên toàn cầu đã tăng trong tuần thứ năm liên tiếp, đặc biệt là ở châu Phi và châu Mỹ. Châu Âu và châu Mỹ vẫn chiếm khoảng 4 phần 5 số ca mắc bệnh và tử vong. Hoa Kỳ dẫn đầu thế giới với hơn 30 triệu ca nhiễm coronavirus và gần 551.000 ca tử vong. Ngày hôm nay, Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron đã ra lệnh khóa cửa quốc gia lần thứ ba và cho biết các trường học sẽ đóng cửa trong 3 tuần. Với con số tử vong gần 100.000 người, các đơn vị chăm sóc đặc biệt ở những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bị quá tải và việc triển khai vaccine chậm hơn so với kế hoạch. Tổng thống Macron buộc phải từ bỏ mục tiêu giữ đất nước mở cửa để bảo vệ nền kinh tế. Bộ Y tế Tây Ban Nha đã quyết định mở rộng tiêm vaccine AstraZeneca cho những người lao động thiết yếu trên 65 tuổi để bảo vệ một nhóm nhỏ những người chưa nghỉ hưu. Trong khi đó, chính phủ Ý cho biết tất cả các nhân viên y tế phải được tiêm vaccine chống COVID-19 Nghị định hôm thứ tư được thông qua bởi nội các ý. Theo lệnh này, các nhân viên y tế, bao gồm cả dược sĩ, bắt buộc phải tiêm chủng. Những người từ chối có thể bị đình chỉ mà không được trả lương cho phần còn lại của năm. Nhật Bản là quốc gia mới nhất kêu gọi điều tra thêm về nguồn gốc của COVID-19. Chánh văn phòng nội các Nhật nói với các phóng viên, để ngăn chặn các đại dịch trong tương lai, điều cần thiết là chúng ta phải thực hiện các cuộc điều tra nhanh chóng, độc lập với các chuyên gia y tế không bị giám sát. Chúng tôi lo ngại rằng cuộc điều tra mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới tại Trung Quốc đã phải đối mặt với sự chậm trễ và thiếu khả năng tiếp cận các mẫu virus. BBC chuyển phóng viên Trung Quốc đến Đài Loan khi căng thẳng với Bắc Kinh gia tăng. Đài BBC của Anh đã chuyển phóng viên tại Trung Quốc đến Đài Loan khi tổ chức này phải chịu áp lực ngày càng lớn về việc đưa tin ở nước này. BBC News đã thông báo về việc di dời của nhà báo John Sutworth trên Twitter hôm thứ Tư. Mặc dù BBC không đưa rõ lý do chính xác của động thái này, họ nói rằng việc làm của John đã phơi bày sự thật mà chính quyền Trung Quốc không muốn thế giới biết. Việc ông Seward chuyển đến Đài Loan diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh liên tục bày tỏ sự thất vọng với việc BBC đưa tin về khu vực Tân Cương, nơi các nhà chức trách bị cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số hồi giáo khác. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết. Ông Schwartz đã không thông báo cho các nhà chức trách liên quan trước khi rời khỏi đại lục. Phát ngôn viên của bộ nói với các phóng viên trong một cuộc họp thường kỳ rằng ông Schwartz có thể phải đối mặt với các vụ kiện ở Tân Cương về các bài báo của mình. Các cơ quan quản lý truyền thông của Trung Quốc đã cảnh BBC World News vào tháng 2 tuyên bố rằng họ đã phát sóng các báo cáo về Trung Quốc mà vi phạm các nguyên tắc trung thực và công bằng trong báo chí. Bắc Kinh cáo buộc đài truyền hình đang tiếp tục tung ra những lời nói sai sự thật về chính sách của Trung Quốc trong khu vực. Tuy nhiên, BBC nói rằng báo cáo của họ là công bằng và chính xác. Hoạt động mua bán sát nhập M&A toàn cầu lập kỷ lục trong quý đầu tiên. Hoạt động mua bán và sát nhập M&A tăng mạnh trên toàn cầu trong quý đầu tiên của năm 2021, khi các công ty và doanh nghiệp đầu tư gấp rút đón đầu những thay đổi về cách mọi người làm việc, mua sắm giao dịch và chăm sóc sức khỏe trong đại dịch. Theo nhà cung cấp dữ liệu Refinitiv, trong khi số lượng giao dịch chỉ tăng 6% so với một năm trước, tổng giá trị của các giao dịch đang chờ xử lý và hoàn thành đã tăng 93% lên 1,3 nghìn tỷ đô la Mỹ. Các nhà kinh doanh cho biết, sự bùng nổ của thị trường chứng khoán và chi phí cho vay thấp đã khuyến khích các quỹ cổ phần tư nhân và các công ty đầu tư theo đuổi nhiều thương vụ. Điều này xảy ra bất chấp việc nền kinh tế toàn cầu chưa thể phục hồi hoàn toàn. Các thương vụ tăng mạnh trong hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là ngành công nghệ, vốn đang định vị cho những thay đổi lớn trong lĩnh vực điện toán đám mây và hình thức làm việc tại nhà. Bất động sản là lĩnh vực duy nhất ghi nhận sự sụt giảm lớn trong hoạt động mua bán và sát nhập, do văn phòng và các loại bất động sản thương mại khác trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người mua. Khoảng một nửa hoạt động giao dịch đến từ Hoa Kỳ, nơi khối lượng đã tăng 160% so với cùng kỳ năm ngoái khu vực châu Á-Thái Bình Dương, không bao gồm Trung Á, tăng 44,9%. Trong khi đó, hoạt động mua bán và sát nhập ở châu Âu tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái, do việc đàm phán các thương vụ lớn trở nên khó khăn hơn. Sau đây là cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và giá vàng vào cuối ngày giao dịch hôm nay, đồng đô la Canada bằng 0,7952 đô la Mỹ và bằng 0,6776 đồng euro theo Bank cấp Canada. Trong khi đó, thì 1 đô la Canada bằng 18.404,59 đồng Việt Nam theo Axie.com vào tối thứ Tư. Giá vàng giao ngày tăng nhẹ ở mức 1.707,01 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Canada của ngày 31 tháng 3 để ủng hộ cho kênh tin tức hàng ngày của Culture Channel. Các bạn hãy subscribe, like và nhấn nút chuông để nhận được thông báo về các video tin tức tiếp theo nhé. Và kênh Culture Channel của chúng tôi, ngoài bản tin Canada cập nhật hàng ngày, chúng tôi còn có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật liên tục trong tuần. Mời các bạn đón theo dõi và xin quý vị hãy chia sẻ video của culture channel để nhiều người được biết tin tức cập nhật hàng ngày tại canada và đó cũng là động lực để ban biên tập chúng tôi tiếp tục thực hiện chương trình này rất mong tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp của các bạn xin chúc các bạn nhiều sức khỏe và luôn bình an xin chân thành cảm ơn hoàng anh và quỳnh giao xin thân ái kính chào tạm biệt